Làm không nổi. Dạ thưa đại tá, em làm nổi. Cùng thủ tướng, chúng ta đập tan ý đồ của địch, chiếm Tân An để cô lập Sài Gòn và vùng 4. Còn anh, dân tiểu đoàn 2, đánh trái dịch cộng Bắc Kinh Thác Lát, bằng hộ giá, không cho dịch cộng bắn qua bờ kinh. Tuân lệnh đại tá. Không được không. Là đàn ông phải cứng rắn. Con không khóc đâu ba. Phó tư lệnh đề đáp dùng 4 xong rồi. Đại diện đoàn tàu của ông đi di tản. Mọi người kéo nhau ra bến Ninh Kiều, lên tàu hải quân để đi. Bộ tư lệnh đã phát lệnh hạn. Các chiến khu ta rã gần hết. Anh em xuống tinh thần. Ngay cả trung tá thành, thiếu đoàn trưởng, thiếu đoàn chính kỵ binh cũng đầu hàng. Bình tĩnh hết. Tôi sẽ cùng thiếu tướng đẩy lui dịch cộng ra khỏi miền Tây của chúng ta. Không đây. Tại sao không được chứ? Tại sao nếu người ta mà anh không dám nói? Chửi gạt tôi, căm thù anh, căm thù anh. Các người toa đập với nhau, các người chửi gạt tôi, các người chửi gạt tôi. Thiếu tướng. Thiếu tướng mua giấy máy bay cho tôi. Lộc ơn mau đi, cho tôi về Việt Nam nổi ngày mai. Đi không? Không!